Ấy chị đây đi đâu ngoài cho bạn xem. Ê. Ê. Đây là khu Brooklyn nha. Cho các bạn xem cái đống rác bên kia, đó là recycle. Thì bữa nay là ngày dọn rác, không phải không? Đây nè, cái bảng nè, đó. Đó, đây là cái bảng để dọn rác là ngày thứ tư từ 9 giờ rưỡi sáng cho tới 11 giờ sáng. Cho nên trong khoảng thời gian này không có ai được đậu xe, nhưng mà bữa nay không phải là ngày dọn rác cho nên xe đậu đây. Đó, thì đây là khu Brooklyn nha. Đó, các bạn thấy có homeless đây không? Không thấy nha. Đó, cái khu kia các bạn thấy rác không? Có thấy rác đâu. Rồi để chị Lê chạy một vòng cho các bạn xem cái khu này nha các bạn. Thì dọn rác hay không dọn rác là ăn thua cái thời khóa biểu, chứ không phải là lúc nào cũng phải đem rác ra. Bạn mà không dọn rác là bạn bị cái tiết kịch đó. Thì khu này là khu Brooklyn, các bạn thấy có homeless đây không? Không có nha. Thì cái bạn Tuấn Bùi á, bạn này bạn đi du lịch ở ở trong thành phố, cho nên cái đó là cái khu du lịch nên bạn thấy homeless nhiều vào ban đêm. Chỉ có ban đêm thì bạn có thể thấy, tại vì ban đêm á, thì họ phải kiếm chỗ ngủ đó. Thì những người homeless này á, ban ngày thì họ đâu có dám ra ngủ ở ngoài đường gì đâu, họ đi xin ăn và tập trung những trong những cái phạt đó, rồi đi những cái khu khác, chứ đâu phải là mình nằm ngủ ngoài đường xó chợ mỗi ngày giống vậy đâu các bạn. Xin mời các bạn theo dõi ngoài đường nè. Đây là khu Brooklyn nha. Đó, bạn có thấy sạch sẽ không? Bạn có thấy homeless nằm đây không? Không thấy homeless nha. Đó, mình quẹo qua đường này. Đó, khu này đẹp lắm, khu này ở Brooklyn nè, rất là đẹp. Đó. Chạy chút chút cho bạn xem cho vui thôi. Đó, bạn có thấy homeless đây không? Đường xá sạch sẽ vậy nè. Homeless không? Thì homeless đó tùy theo vùng nữa, họ tập trung ở đâu là họ tập trung ở trong thành phố chứ không phải là ở những cái khu khác. Đó, thì nếu mà tính theo dân số của thành phố New York này á, là khoảng 8 triệu dân, còn tiểu bang New York là 20 triệu. Đó, để mình quay qua đường này. Mình quay một chút cho các bạn xem cho vui thôi nha. Đó, đường xá rất là sạch sẽ, có ai để rác ngoài đường đâu. Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Đầu video chị Lê xin chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì bữa nay tình cờ chị Lê có xem được một cái video của một cái kênh YouTube gọi là Tuấn Bùi TV. Thì anh này thì anh cũng đi đi du lịch nhiều nước các bạn, anh làm YouTube về vấn đề du lịch. Thì tình cờ mình có xem một cái video của anh đó, anh du lịch qua bên tiểu bang New York, tức là thành phố New York City đó. Thì anh có chia sẻ vài video, và cái video đầu tiên đó chị Lê thấy là vấn đề anh này anh nói về vấn đề cứ 100.000 người, cứ 100 người ở New York này nè có một người vô gia cư, và anh nói về vấn đề thành phố New York đó, rất là dơ. Tiểu bang New York mà rất là dơ, không ai quét dọn rác á. Rồi về mướn phòng studio á, 3.000 rưỡi đến 4.000 tháng, rất là đắt đỏ và không có đủ tiền mướn phòng. Đó là cái lời chia sẻ của ảnh. Thì sau sau cái video đó chị Lê cảm thấy anh này nói chuyện chia sẻ không có đúng sự thật các bạn, đúng một phần nào đó, đó thôi, nhưng mà anh này anh không có, anh chia sẻ rất là khập khiễng luôn. Anh đem so sánh tiền mướn studio á, 3.000 rưỡi 4.000 tháng, là anh đem so sánh ở trong thành phố tức là Manhattan đó và những cái vùng khác New York, đâu phải là chỗ nào ở studio là khoảng 3.000 rưỡi 4.000 đâu các bạn. Anh chia sẻ rất là khập khiễng luôn. Anh lấy những cái căn hộ mà cho mướn ở trong thành phố á, khu du lịch á, và anh nói về vấn đề chung chung về
cái tiểu bang New York anh làm vậy là không có đúng, không có thật sự là vậy các bạn. Thì sau đây Chi Lê sẽ cho các bạn xem một vài hình ảnh của video của anh này Tuấn Bùi đó, và anh nói về vấn đề những người vô gia cư đó, đầu hẻm xó chợ chỗ nào cũng có người vô gia cư ở trong những cái công viên gì đó, vấn đề rác rưởi không ai dọn dẹp gì đó, dơ dái. Sau đây Chi Lê cho bạn xem cái hình ảnh của anh này, anh nói về vấn đề tiểu bang New York nha bạn đó. Thì đây là cái video của anh đây. Biết các bạn có thấy rõ không? Nhìn cái tưởng là ai đã để hàng ở trên ghế nó ngủ đâu, buổi tối nó dọn đồ đúng không các bạn? Không phải là họ đang ngủ nha các bạn. Đây là người vô gia cư đó. Một người nằm, một người ngồi nè các bạn. Đó. Tất cả là do bậc giá lên cao. Thấy anh này nữa các bạn. Sống đắt đỏ tại New York City nữa các bạn. Các bạn biết là ở thành phố New York này, mình nếu các bạn muốn một cái phòng studio bình thường á, có thể 4.000 đô một tháng, 3.000 rưỡi, 4.000 đô một tháng. Nếu mà với cái số tiền đó, studio là nhà một phòng nha các bạn, không phải một phòng mà là cái studio là chỉ là một phòng, xong rồi bếp cái toilet này kia là chung trong đó luôn á, nó gọi là studio chứ mà là một phòng thì nó riêng toilet này kia, tắm rồi không? Như vậy nếu mà 3.500-4.000 một tháng, mà cái tiền lương thì làm rất là khó khăn chứ là bây giờ đâu, sau từ sau Covid tới bây giờ rất nhiều người ta không có tiền, người ta trả tiền mortgage nhà các bạn, nhà băng nó kéo này kia rồi là mất việc á, rất nhiều người. Anh này nói chuyện rất là cập cỡn các bạn. Cho nên Chi Lê muốn chia sẻ video này, mình phản biện lại những lời anh nói không? 3.500-4.000 tháng studio, vậy là ai cũng phải trả cái số tiền này xong ở tại thành phố New York sao các bạn? Những cái phòng studio á, nó tùy theo nơi nữa. Anh này nói là cái dạng mà studio loại sang, loại 4-5 sao trở lên ở trong thành phố á, ở khu du lịch á, là 3.500-4.000 là đúng. Chứ không phải là chỗ nào cũng là 3.500-4.000. Tại sao mình không mướn những cái vùng khác cách cho thành phố có 4-5 mai thôi, khoảng 800 cho tới 1.000 đồng một tháng thôi, chứ đâu phải là vô trong thành phố cái khu ăn chơi đó mình mướn cái studio. Nói chuyện rất là khập khểnh luôn, cho nên Chi Lê muốn phản biện lại vậy thôi các bạn. Ra ngoài đường các bạn, rất nhiều người ra đường làm homeless á, vô gia cư á. Ở đây thì các bạn có thể thấy là ở bất cứ cái đầu đường nào, ở cả cái góc đường nào, ở công viên nào cũng có rất là nhiều rác. Rác là cũng là một vấn đề rất là lớn các bạn, vì cái dòng người dập, cái dòng người mà mọi người đổ vô mình. Anh này không hiểu các bạn. Anh này nói là bạn đi bất cứ cái đầu đường nào cũng thấy rác rưởi lung tung bang á, rác rưởi rất là nhiều. Bạn này không có hiểu gì chưa? Tại vì sao bạn? Ở thành phố New York này á, bạn mà không quét rác á trong một ngày á thì bạn sẽ bị phạt. Còn trong những cái hình ảnh trong cái video này á, ảnh này anh chiếu lên cái đống rác á tới mấy chục bịch luôn. Thì những cái đống rác đó là những đống rác gì? Là do từ những cái building cao cao á, mấy chục tầng á, thì người ta sẽ lấy rác đem xuống, ta để ngay cái bên lề đường á, để khoảng 10 giờ đêm nó có một cái đội xe rác tư nhân, người ta tới người ta lượm rác cho tới ban đêm á, người ta mới dọn rác. Đó là sau một ngày du lịch tới thăm thành phố New York nha bạn. Thì tới 10 giờ đêm, bắt đầu từ 9 giờ là tất cả các công xưởng văn phòng người ta đóng cửa, sau rồi những cái công ty dọn rác tư nhân á, người ta lại người ta hút rác. Cho nên các bạn này á, bạn Tuấn Bùi này á, bạn tới thành phố đi du lịch thành phố New York vào ban đêm, anh đi ra đường ban đêm quay phim á, cho nên anh thấy rác nhiều quá anh mới nói như vậy. Chứ thật ra là nếu mà các bạn vô trong thành phố hoặc là bất cứ những cái borough nào của New York City này á, nó có cái bảng ngay cái đầu đường đó, là trên một con đường nào đó, hoặc là trên một con đường nào đó nó có tấm bảng đề là 8 giờ sáng dọn rác, bạn không được đậu xe trên cái con đường đó. Đó, bạn phải di chuyển xe, tức là 8 giờ cho tới 8 giờ rưỡi họ sẽ quét rác, có cái xe quét rác các bạn, nó quét rác. Còn có một số chỗ nữa là nó nói nó tùy theo ngày nữa, ngày thứ hai, thứ ba hoặc là ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nó tùy theo con đường và tùy theo cái thời khóa biểu họ sẽ quét rác. Còn thu lượm rác như là mỗi ngày luôn á, mỗi ngày sau cái giờ làm việc á thì những cái văn phòng của những trong những cái building đó họ ta để sẽ người ta sẽ đem rác xuống để ngay cái lề đường, xong đó có những cái chiếc xe tư nhân á, người ta tới người ta hút rác. Những cái bọc rác đó người ta sẽ bỏ vô những cái xe rác đó rất là nhiều luôn. Cho nên anh này anh thấy, anh nói là ở trong thành phố New York có rác quá trời luôn. thấy mình thấy anh này anh chia sẻ rất là khập khiễng. Tại sao anh không đi qua những cái vùng khác mà anh tới cái khu du lịch đó anh chia sẻ một cách là khập khiễng luôn, không có đúng sự thật. Thì anh này
anh muốn chia sẻ một cách là đúng đắn, anh hãy đi tới những cái vùng khác nữa. Như tiểu bang New York này nó có 5 cái vùng khác nhau, 5 cái borough nha. Thứ nhất là Queens, thứ hai là Manhattan, thứ ba là Brooklyn, thứ tư là Bronx, thứ năm là Staten Island. Nó có 5 cái vùng khác nhau tại New York City các bạn. Đó. Thì anh này anh chỉ tới Manhattan thôi. Manhattan là cái khu du lịch, khu thương mại. Đó, thì đâu phải là cái đầu đường nào cũng có rác đâu. Bạn mà không quét rác một ngày nào đó, hoặc là bạn đem rác ra trước cái ngày mà họ quy định là họ sẽ quét rác á, bạn sẽ bị phạt. Đó. Xin mời các bạn nghe tiếp nha. New York ở với là cái dòng người nhập cư đó, nó tràn lan, nó tràn vào New York rất là nhiều, tạo ra một cái áp lực rất là lớn cho cái việc xử lý rác thải của New York các bạn. Nó quá tải từ lâu lắm rồi, dân cư đây đã quá tải rồi, bây giờ còn thêm dân nhập cư tràn qua nữa, cái làn sóng nó làm cho bạn ấy nó, bạn này nói rằng là cái dân nhập cư qua New York á, gọi là migrant á, là đúng đó, điều đó là chính xác các bạn, điều đó là chính xác luôn. Và Chi Lê sẽ cho các bạn thông số những người vô gia cư tại New York City này là bao nhiêu người, và cái số mà sống ở ngoài đường là bao nhiêu. Chi Lê sẽ cho các bạn xem, và cái tổng số dân của thành phố New York này là bao nhiêu nữa. Thì xin mời các bạn nghe tiếp. Thua, bây giờ phải xử lý rác là phải chở, thậm chí là phải chở rác từ New York đi các tiểu bang khác để mà trả tiền. Tiểu bang này phải trả tiền cho các cái tiểu bang đó để mà xử lý rác các bạn. Chứ còn nó để nó quá tải là nó không chịu không nổi được. Chả nhất cái vấn đề mà chở rác qua những cái tiểu bang khác thì Chi Lê không biết nha. Ở Brooklyn, New York này nè, nó cũng có cái những cái nơi gọi là Greenfield á, dành cho những người mà đem hốt rác ở trong thành phố, họ đem tới người ta sẽ xử lý rác, mà nó có cái lò đốt rác á, nó xử lý rác ở cái vùng xa lắm, chứ không phải là qua những cái tiểu bang khác. Mà cái việc đó thì Chi Lê không có hiểu rõ nha, anh này nói cái việc đó thì Chi Lê không có hiểu rõ. Xin mời các bạn nghe tiếp nè. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề về người homeless á, người bụi đời á, thì các bạn cũng có thể sẽ nói là Mỹ nó lo cho rất là nhiều những cái điều cho những người nghèo, người homeless mà. Tại sao lại nhiều người homeless như vậy, thì mình giải thích đơn giản như vậy nè. Có nha, Mỹ lo rất là tốt cho những người nghèo và những người homeless. Họ giúp đỡ cho, ở đây ví dụ là thời tiết lạnh nha, họ có những cái đợt họ phát cho quần áo ấm nè, phát cho giày cao nè, giày cao để cho nó ấm nè. Đại khái là anh ấy nói là tại sao những người homeless á, có chính phủ lo mà tại sao họ vẫn ra ngoài đường. Lý do là gì nữa các bạn? Họ thích ra ở bên ngoài, không có bị kiểm soát của chính phủ. Họ hút chích các bạn. Họ ra ngoài, họ xin tiền, họ hút chích. Rồi đó là lý do tại sao họ thích sống ở ngoài đường, họ thích tự do. Rồi, để mình nói lại về vấn đề cái studio nha bạn. Studio thì ở những cái phòng studio nó gần thành phố cũng khoảng 4 năm mai khoảng 800 đô hoặc là 1000 đồng tháng thôi. Nhiều nắng lên rồi. Khoảng 800 tới 1000 đồng tháng thôi bạn. Thì studio là gì? Là một cái phòng, nó chỉ có một phòng thôi, nó có phòng ăn, phòng ngủ nè. Rồi phòng khách nè, nó chung một phòng thôi, nó chỉ có một phòng, nó square feet của nó rất là nhỏ luôn, khoảng 600 hoặc là 400 square feet thôi. Nó rất là nhỏ luôn các bạn, nó không có phân biệt ra phòng ngủ hay là phòng ăn hay sao á, chỉ có một phòng một thôi, còn cái phòng tắm là riêng nữa. Đó là studio. Thì cái giá của studio trong những cái vùng khác á, chỉ có 800 cho tới 1000 đồng thôi, chứ không có cao như anh này nói. Anh gộp lại hết trơn luôn, nói là thành phố New York nó studio 3,5-4,000 thì dân người ta không có tiền mướn. Nói chuyện vậy là không có đúng sự thật các bạn, nó rất là khập khiễng luôn. Đó, chị Lê muốn phản biện vậy thôi. Còn về vấn đề những người vô gia cư thì anh này nói là cứ 100 người thì có một người homeless, thì điều đó có thể là đúng thôi, có thể là đúng. Đó thì tại sao họ trở thành homeless thì Chi Lê đã có chia sẻ một cái video trước đó cũng khoảng trên năm rồi. Tại sao có 6-8 cái lý do tại sao người ta trở thành homeless. Đó thì lý do là họ nghiện ngập, họ hút chích, họ gây tội ác, họ ly dị, rồi không có việc làm, đủ vân vân và vân vân. Họ nghiện ngập rượu chè gì đó, cờ bạc, thì họ không có tiền thì họ ra ngoài ở thì thôi. Đó, Chi Lê có chia sẻ một video đó trước đó cũng khoảng trên năm. Bạn thì bạn nào muốn nghe thì bạn chua vào cái kênh của Chi Lê TV tìm hiểu cái video đó. Thì nói chung là ở New York này có khoảng 120.000 người homeless nha.
sống ở trong cái shelter đó. Và trong số đó thì có khoảng 4.140 người homeless sống ở ngoài ở ngoài lề đường đó, sống loanh quanh những cái khu phố rồi những cái park đó, khoảng 4.000+ thôi nha, còn bao nhiêu là họ trong cái shelter hết đó. Thì thì trong cái số 102.000 người đó, hình như là nghe nói là có khoảng 65.000 người migrant, tức là những người mà đi tìm việc làm ở từ những cái nước khác đó, họ qua đây lậu và dân nhập cư lậu đó, họ qua đây tìm việc làm, nó gọi là migrant, khoảng 65.000 người nha. Đó thì nó, thì cái con số đó cũng rất là cao luôn. Nghe nói là tính ra bạn, thì tính ra khoảng chừng 1.3% cái người homeless thôi, nó chiếm cái dân số của thành phố New York này. Thì nói chung đó là dân số ở trong thành phố New York này khoảng 8.800.000 dân số nha. Đó tính là theo cái thống kê năm 2022, nhưng mà bây giờ cái con số 8.800.000 đó nó đã rớt xuống còn khoảng 8.000.000 thôi. Lý do là sao? Là khoảng chừng 800.000 người di chuyển qua những cái tiểu bang khác sống, tức là tính theo mỗi năm là khoảng có khoảng 2.3% những người sống ở tiểu bang New York này họ qua những cái tiểu bang khác sống. Nó cái dân số nó càng ngày càng thụt xuống các bạn. Hiện giờ khoảng chừng 8.000.000 thôi, 8.000.000 dân ở sống trong New York City này. Thì nếu mà tính theo vùng á, thì ở Manhattan này, thì ở bên Manhattan á, thì nó có khoảng 6.600.000 dân số. Bên Queens là khoảng 2.300.000 dân số. Bên Bronx là khoảng 1.35 triệu, còn bên Brooklyn đó là khoảng 2.500.000 người sống, tức là dân số các bạn. Thì tổng cộng còn ở bên Staten Island đó là khoảng 500.000 người thôi, 500.000 người sống ở Staten Island. Thì đó nãy như mình nói các bạn, thì New York City nó có khoảng nhiêu, có Queens, Manhattan, Brooklyn, Bronx và Staten Island. Thì tổng số dân của New York City đó khoảng chừng 8.000.000 thôi, theo tính theo cái năm 2024 này. Đó là cái dân số đã thụt xuống mỗi năm khoảng 2.3%. Thì nếu mà tính theo cái dân số của homeless á, tức là người mà vô gia cư á, là 120.000 á, thì khoảng chừng 1.3% chiếm trong cái tổng số dân sống tại thành phố New York là khoảng 8.000.000 đó, tức là khoảng 1.3% thôi đó. Thì qua cái video đó thì mình đọc qua những cái tin nhắn của cái những cái comment của khán giả trong cái kênh này á, thì có rất là nhiều người hiểu lầm về vấn đề nước Mỹ. Bạn họ nói rằng là tôi thà sống ở Việt Nam thì sướng hơn, ở Việt Nam thì không có homeless, bên Mỹ homeless nhiều quá. Cứ tiểu bang nào của nước Mỹ đều có homeless á, và bất cứ nước nào cũng có homeless á, mà homeless nó tập trung ở đâu nhiều nhất thì tùy theo cái khu vực các bạn. Thì những cái khu mà về du lịch á thì homeless rất là nhiều, tại vì họ muốn đi kiếm ăn, họ muốn đi kiếm ăn rồi họ xin tiền của khách du lịch chẳng hạn gì đó. Còn những cái vùng khác như là Queens, Brooklyn, Bronx, bạn thấy homeless ở các ngõ ngõ hẻm không? Ít thấy lắm. Và đường xá có dơ dãi không? Mình không có thấy nha các bạn. Chỉ có anh này anh nói là thành phố New York là rất là dơ dãi. Tại vì người ta chưa có dọn dẹp rác. Rác người ta chưa có đủ thời gian để người ta dọn dẹp, ta đợi tới 10 giờ tối thì những cái xe rác đó họ mới bốc lên những cái dọn dẹp những cái đống rác ở lề đường đó. Đó thì theo cái thời khóa biểu nó chứ đâu phải là lúc nào cũng phải dọn dẹp rác đâu các bạn. Bạn mà không dọn dẹp rác đó, là bạn bị phạt cái ticket đó. Đó chứ không phải là bạn này nói quá đáng luôn á, chị Lê thấy kỳ lắm. Thì thì qua cái video đó bạn này nói rằng là các bạn đi bất cứ cái đầu hẻm nào, cái ngõ hẻm nào đều có homeless á. Cái đó là chị Lê không có thấy hả? À, anh này nói quá lố không? Tại vì ban đêm, đó là như là bạn này anh đi chơi du lịch vào ban đêm cho nên anh thấy. Tại vì ban đêm á, những người homeless á, họ tập trung ngay, họ về họ ngủ ngay cái lề đường á, đông lắm. Họ ngủ đó, chứ ban ngày họ đâu dám ngủ đó đâu bạn. Ban ngày là họ tập trung những nơi khác. Ban ngày mà họ tập trung những cái lề đường, những góc đường vậy đó là cảnh sát nó hốt á. Tại vì những cái nhà kinh doanh á, những người buôn bán á, bán lẻ á, người ta đâu có làm ăn được đâu.
thì cảnh sát nó sẽ hốt những người đó. Cho nên ban ngày á, là những người homeless đó, nó đâu có tập trung những cái đầu đường hẻm hốc đâu, chỉ có ban đêm thôi. Thì Chile đã chia sẻ trong cái video trước đó cũng khoảng gần một năm á, thì ban ngày á, là homeless á, nó đi xin ăn, nó không có ngủ lề đường là những cái trước cái quán của những nhà buôn bán đâu, nó không có làm vậy. Nó chỉ có tập trung ban đêm là họ ngủ đi tới cái, những cái lề đường, những cái cửa hàng, cửa tiệm á, họ đóng cửa rồi gì, thì homeless đó, nó được tập trung đó, nó nằm ngủ đó. Thì khoảng, 5 giờ sáng họ bắt đầu họ dọn dẹp, họ đi đi qua chỗ khác, đi vô cái phà hoặc là đi những cái khu khác họ đi xin ăn. Chứ đâu phải là đầu đường xó chợ nào đều có homeless đâu. Chỉ có ban đêm thôi, một số thôi, một số vùng thôi, ở như ở cái khu Manhattan các bạn. Đó, thì bạn này nói thì không có đúng gì mấy, nói rất là khập khiễng luôn, cho nên Chile muốn phản biện lại cho thôi các bạn. Đó. Nếu mà nói về vấn đề dân số tại New York State thì có khoảng gần 20 triệu dân. Gần 20 triệu dân nha các bạn. Ở tiểu bang này nè, đây gọi là New York State á, thì những người mà 12 triệu dân đó là ở đâu ra, là những người họ sống ở vùng ngoại ngoại ô, những vùng khác của tiểu bang New York. Còn New York City á, là có tổng cộng khoảng 8 triệu thôi. Như nãy mình mới chia sẻ xong á, là bên Queens nè 2.3 triệu, bên Manhattan nè là 1.6 triệu, bên Bronx nè 2.5 triệu, Staten Island đó là 500.000 thôi. Đó. Thì New York City khoảng 8 triệu, còn những cái 12 triệu kia á, là những cái vùng những hộ dân sống ở vùng ngoại ô, những cái vùng khác của tiểu bang New York. Thì đó, như mình mới nói xong á, tiểu bang New York khoảng có khoảng 20 triệu dân nha các bạn. Đó là cái dân số, tổng dân số của tiểu bang New York. Đó thì anh này anh chia sẻ rất khập khiễng, anh đi du lịch thì anh chia sẻ những cái du lịch và video về du lịch, anh đi rất là nhiều nước luôn. Thì qua cái video đó thì Chile mới có những cái câu hỏi phản biện lại thôi các bạn. Đó. Ok, đó là sự chia sẻ của Chile bữa nay. Bạn thấy video này hấp dẫn, thú vị, hãy chia sẻ, nhấn nút like ủng hộ cho kênh của Chile. Chile xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chile TV, bye bye, xin hẹn gặp lại, xin chào tạm biệt.